chào đua thứ ba, chào đua nữ. Một lần nữa xin mời tất cả bạn nghe theo và đặt tay lên nhé. Chúng ta phải tuân thủ theo thời lệ đua đặc biệt á. Các chị ơi, các chị ơi, ghé đi đâu mày? Ghé đi đâu, đi đâu, chưa đi điểm đâu? Ghé chưa đi điểm đâu? Và một lần nữa xin nhắc nhở lại tất cả. Và báo nhân xin mời từ ghế đá đầu tiên quân quốc Jacob.
bình thường đang nhân tiến lên vị trí thứ nhất. Một lần nữa, chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần của các chị em, của các cô, các chị. Và đây thì khán giả dân nước ta có tay được lớn để cổ vũ rất mừng cho các cô, các chị và các chị em ngồi lên nhé. Thank you.
5 đồng. 5 tên đi. 5 tên đi. Nhưng mà khi chạy lại là vẫn một thường lời hơn. Lời hơn chứ. Nhất giải thứ 3 giải đua nữ ghé số 9 Vương Quốc Đông.